Kế, tại vì cái này là ở kế phòng, giờ Huy chị Hà về thì Huy do Huy đi Sóc Trăng nhưng mà có việc ở cho nên là hủy luôn, cho nên là giờ Huy không có đi Sóc Trăng nữa mà Huy đi tới một cái chỗ ở Sài Gòn một ngày nữa. Cảm ơn chị Hà cho em 370.000 để đi ở một cái chỗ khác. Chị Hà book cho Huy nha, phải cho tiền nha, book cho Huy. Huy chưa trả tiền lại nhưng mà Huy nói vậy để Huy phải trả tiền lại. Bye bye mọi người. Xong rồi và bây giờ Huy dọn phòng, chắc là Huy sẽ lấy mấy cái này Huy đi giặt, Huy bỏ đồ đi đi giặt nè, rồi Huy chuyển lên Phạm Ngũ Lão. Cảm ơn chị Hà rồi. Để mấy bữa là Huy ở kế là do thiệt ra không phải ở kế đâu, mà do Huy cũng giúp chị Hà đem cái chìa khóa lên Sài Gòn đó. Cho nên là Huy cũng nhận cái sự 370.000 cho cái phòng tiếp theo. Rồi do Huy không có đi Sóc Trăng cho nên là bây giờ Huy cũng đâu biết ở đâu đâu. Chị Hà bút giùm 370, cảm ơn đã khỏi trả là 370. Và bây giờ Huy sẽ dọn phòng qua bên chỗ khác, tại vì 12 giờ phải check out này cả nhà. Phòng ở thì tiết kiệm cho nên giặt đồ, nhiều khi phơi đồ mọi người thông cảm nha, đỡ mà có dính đồ á. Mà thiệt ra hồi có một cái clip Huy cũng khoe Huy có mấy cái năm mấy cái quần ở bên Thái Lan á, giờ thì 10.000 view. Giờ Huy sẽ thay đồ đi. Hồi sáng Huy pha cho chị Hà cà phê uống, chị Hà uống chưa hết nữa nè. Chị Hà kêu chị Hà kêu có cái mì gói để là ăn, chứ là một chén chè. Huy bỏ đồ vô cho Huy đi giặt, xong rồi chắc là sẽ đi Đà Lạt hả mọi người, không có đi Sóc Trăng. Đáng lẽ bỏ Sóc Trăng, bỏ Đà Lạt rồi đi một cái nơi khác, nhưng mà cuối cùng mình đã được đi Đà Lạt. Mình bỏ một cái nơi khác để mình đi Đà Lạt. Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ clip ở Đà Lạt nha. Quần áo đem nhiêu nào? Giờ mình đi giặt. Xếp đồ xong hết rồi, bây giờ là 12:15, bây giờ mình sẽ qua khách sạn này là 350.000 một đêm của mọi người. Còn mấy miếng cóc chứ ổi nè, mà Huy thấy để tủ lạnh 2 ngày, với là lúc mình di chuyển nhiều cho nên là nó cũng có lúc không lạnh, không biết nó có bị hôi không. Thế là cũng 2-3 ngày cho nên là sợ không có
tôi ngon mà tiếc quá. Tính làm clip là ăn xong nhẹ nhẹ ra cho nó không ngon, nó không tươi không ngon, chứ ai ngờ ăn nó cũng tươi, nó ăn luôn. Chào tạm biệt căn phòng ở quận nhất. Đây, Huy sẽ đi đến một căn phòng khác. Căn phòng 350 ngàn một đêm đây. Chào tạm biệt mọi thứ nha. Mình đi đây. Huy đang đi bộ tới khách sạn khác á, mọi người thấy có cái quán này gõ gì á, Thái nước đồ, đồ ăn Thái. Cái nhớ mà hồi bữa lúc mà mới về Việt Nam á, thì Huy đi đêm trên cái đường này lúc 2 giờ sáng thì có một cái quán hủ tiếu, không biết mọi người có nhớ không, trong cái có cái quán hủ tiếu bán tới 7 giờ sáng luôn, từ đêm tới 7 giờ sáng ở bên này luôn nè. Sau cái đường này nhiều nhà hàng Thái rồi. Bây giờ Huy cũng chuyển tới một khách sạn khác mà ở quận nhất, nhưng mà ở đường khác. Cái đường cũ là đường Bùi Thị Xuân. Ô, có đậu hũ nóng nữa nha. Wow, đậu hũ nóng về Việt Nam mới có những cái hàng gánh đậu hũ nóng như thế này. Ở trong đây một cái đường hẻm nhỏ mà thấy rất là nhiều quán luôn mọi người. Coi nè, The Tea, Dirty Summer, bán đồ tắm nữa này đó. Ê mà không được cái đồ tắm mắc không thôi. The Tea Series đồ này. Cà phê ngồi chỗ đó chiêu chiêu quá ha. Wow, ở đây có một cái quán gì đẹp quá này mọi người. Come in soon, come and join us. Sun, tên là Sun. Sun là giống như là chơi chữ ấy. À, Sun La. 28 tháng 7 ở tháng 8. Ủa vậy là mở rồi nè mọi người. Chui chờ cái quán gì đẹp quá. Coi này có hai nữ thần, hai người bảo vệ đứng trước này, bụ ơi là bụ nè. Wow. Wow. Quán cái đẹp quá. Ở cái khách sạn Huy ở trước cũng có một cái quán bự gấp 4 lần cái quán này nha. Là cà phê trứng thôi mà bự lắm. Cái khách sạn cũ á, mới từ 350 hồi nãy á. Cà phê trứng mà người ta xây một cái biệt thự luôn. Còn giống một cung điện luôn á. Chưa có review luôn mọi người. Tại vì thấy lớn quá mà đang ở ké với lại đang đâu có điều kiện đâu mọi người, cho nên là cũng không có dám vô mấy cái chỗ như vậy. Mà thiệt ra nhiều khi cũng không có mắc đâu. Chưa có tới khách sạn 370 ngàn, nhưng mà Huy đi ngang thấy khách sạn cũng chung gương với Huy luôn mà rất là đẹp. Huy vào hỏi thì nói là phòng rẻ nhất là 650, phòng mắc nhất là 950 nè mọi người. Đó, ngay bà mụ lão á, quá trời luôn ha, cũng đẹp quá ha, màu xanh nữa.
cũng lớn, nó nằm ngay góc ngã tư luôn nè. Nhưng mà mình đi tiếp mình kiếm khách sạn của Huy 370. Cơm tắm, cơm thư hoàng, bò bía, gỏi cuốn, tôm thịt. Ồ, cái nhà 1 mét nè cả nhà, có cái nhà 1 mét đẹp quá ha. Lạ quá, cái nhà đây hình như 1 mét 2 á, bằng cái giường á, đây nè. Wow. Không, cũng 2 mét á mọi người. Nhìn gần gần thì thấy 2 mét nha. Huy đã có khách sạn và đang đi trong một căn hẻm để giặt ủi á. Cái anh đó, anh nhìn cái bịch đồ Huy á, anh nói 40.000, 45.000. Cái gì em Huy chiều lấy nha em. Nhanh gọn lẹ luôn. Cũng không có kiểm tra, không có cân ký luôn mọi người. Ở trong cái đường ở bên trong hông này có rất là nhiều cô chú đang làm đồ, bán đồ này cả nhà. Quá giống như một khu chợ nhỏ lẻ. Có một con hẻm đường Phạm Ngũ Lão. Cái chị chỗ cái bún bò Quỳnh, chị Huy bọc ho đồ á mọi người. Ở trong đây cũng có bọc ho. Ủa sao ở trong đây có bọc ho vậy đó? Huy thích ăn bọc ho lắm. Cái này là bò kho, người ta tiếng Anh là braised beef stew. Braised noodle beef bone. À, chỗ này chắc là bán đồ chi nhánh đúng không? Bán đồ, còn không? Đó, cái anh kia ngồi ăn thì có. Ủa anh, cái này là cái quán luôn hả? Ờ, mà đóng cửa hả? Đúng rồi, bán 6 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi. Em cảm ơn anh. 4 giờ rưỡi mở lại, à có nghĩa là lát nữa mở hả? Dạ dạ. Huy thích ăn bò kho lắm, lát nữa quay ra đây ăn. 4 giờ rưỡi mở lại này, 40.000 này mọi người. Có phở bà Viên này trong cái hẻm nè. Tại vì khu này là người nước ngoài ở cho nên người ta ghi tiếng Anh nè. Rice beef stew. Thôi giờ về khách sạn. Ở trong cái khu này có nhiều cái lạ lẫm quá. Giống bên Thái Huy cũng thích đi những cái chỗ mà nó lạ lạ lắm. Rất là địa phương, giống như cái bậc thang như thế này nè, đi lên nhỏ chút gì đó. Nhưng mà làm những bức ảnh rất là cổ kính và đẹp. Coi này, cái bậc thang lên nhưng mà lại không có lên ngôi nhà mà lên chỗ một cái bậc lên một cái miếng nó mở lên xong mình mới chui lên được cái căn nhà. Hồi nhỏ hay tưởng tượng những cái đó rất là có cái trí tưởng tượng rất là cao siêu. Hồi nhỏ mình hay tưởng tượng mình nhìn vào cái trần nhà có một căn phòng gì đó trong đó. Wow, rất là nhiều người ở trong đây may đồ, quần áo, uống tóc nè mọi người. Thuê phòng luôn. Wow, ở trong đây có thuê phòng, hồi xưa Huy cũng ở mấy cái phòng giống vậy á. Lúc mà còn ở Sài Gòn. Ở đủ chỗ hết. Salon tóc cội đầu 60.000. Rồi, Huy đã qua căn phòng 370.000. Đây, cũng có két sắt. Cũng có một cái bàn nhỏ, máy sấy. Một cái giường đơn, một cái tivi, không biết có tủ lạnh không? Có luôn, có tủ lạnh luôn. Có nước cho mình, 2 chai nước. Có một cái bình đun sôi, và bên đây là một cái view. View của một cái khách sạn, có cái bức tường cũng đẹp quá ha. Có cửa sổ là thích đó. Tại nó thoáng, có ánh nắng tự nhiên vào. Và có bồn tắm luôn ông nội. Chúa cha, 370 mà có bồn tắm luôn. Ngâm bồn cho nó thư thái. Đó. Này cũng có view luôn. Mở cửa được luôn cả nhà. Đó. Nhìn ra được con đường Đỗ Quang Đậu, Seco Cay, Việt Nam. Trở về và ta yêu mãi yêu thôi, anh sẽ không để em phải khóc. Người hỡi,
ngăn trong áo ấm mắt khi đêm này anh trở về và ta yêu mãi yêu thôi. Anh sẽ không để em phải khóc. Người hỡi biết anh không thể biết anh vẫn còn. Còn yêu em như tình yêu lúc xưa anh đã đến. Đêm thật dài lặng cầm bao nỗi nhớ vơi đầy. Phải làm sao khi tình yêu mình còn đang sâu. Trở về bắt